chào quý anh chị và các bạn đến với kênh của Sokodo Tô Nguyễn. Hôm nay em giới thiệu chi tiết hơn về cái mẫu loa kéo lưu động 2019 tại Sokodo Tô Nguyễn. Thì với cái dàn này nó có giá là 22.700.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu tổng quan về cái dàn này ha. Hôm nay bị cảm, với lại giờ này thì giờ cao điểm của bên hội cao đài đọc kinh, em không có mở nhà to điện, liêu riêu nghe cho nó đỡ chán. Hôm nay bị cảm nặng. Cái dàn này thì em làm chi tiết cho anh Quang ở Bến Cát, Bình Dương. Xíu trưa nên anh ghé lấy. Em để hai cái mic lên. Cái dàn này rất là tiện, đem đi show hay là hát ở nhà. Ở gia đình mình có em nhỏ hay cái thứ này kia, nó khóa lại, mở lên khóa lại thì nó tiện, nó không bị này kia. Ở phía sau nó không có nắp luôn nha. Máy làm sơ sơ chưa có làm được. Đó, phía sau có nắp luôn, chúng ta đón khóa lại là bảo đảm an toàn. Cái này nó cao 1 mét, 1 mét hơn xíu, dài cũng vậy. Và chiều sâu của nó là 60. Sâu 60 nên anh em làm cửa nẻo này kia nó tiện. Đây. Và kèm theo nữa là một cặp 75 30. Ở dưới nó có 4 bánh xe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vô cấu hình thôi. Thì đầu tiên đó là một cái cặp bass 40 cùng loa kéo này, bass 40 đôi con 75 từ 109 thép 750. Thép 750. Ở trên cũng vậy. Ở trên là CBL này, 75 này chép chép 750, bass thì con 75 từ 109 giống như ở dưới luôn, nó đồng bộ luôn. Rồi tiếp ở bên trong một con đẩy CA 20 40 sò, đẩy 40 sò nha, đẩy hai kênh, mỗi kênh 20. Và tiếp nữa là một máy nâng tiếng của DBX. Và tiếp theo nữa là cặp mic Rosure UGX20 2 la mã, hàng loại 1. Tiếp nữa là một con van cơ cao cấp thế hệ mới FX710MK. Con van cơ này nhạc và tiếng mic nó rất là sáng, echo rất là nhạy luôn mọi người. Cái con van này nó rất là dễ chỉnh nữa. Ở phía sau thì nó có ngõ ra ngõ vô, cái ngõ left right, ngõ đi qua đăng tiếng, cổng center và cổng sub. Ở trước này nó có nút feedback chống hú này, đây là nút feedback chống hú.
Còn anh chị em nhìn thấy ở đây là chỉnh cho echo, từ đây qua đây chỉnh cho echo. Thì cái đây là cái chế độ delay echo á. Rồi đây là cái độ lặp lại, chỉnh rất là dễ. Bass, trung, chép cho echo ha. Rồi đây là chỉnh mic, đây là mic tông nè. Bass, trung, chép cho mic, chúng ta chỉnh thoải mái. Ở đây là nhạc, bass, trung, chép cho nhạc, nó chỉnh vô tư luôn. Ở đây là chế độ Bluetooth, em đang mở nhạc bằng Bluetooth. Thì cái nút border này chúng ta chọn theo chế độ. Giờ chúng ta đang chọn chế độ lấy nhạc bằng Bluetooth, hoặc là chúng ta chọn chế độ lấy nhạc bằng USB, hoặc là chọn lấy nhạc bằng cổng optical, là cổng cáp quang đó, hoặc là cổng AUX. Thì chúng ta cứ bấm đây, đèn nó nhảy tới đâu thì nó sẽ nhảy ha. Rất là đơn giản luôn. Nó có nút feedback chống hú, có cổng cáp quang đó, có Bluetooth, nó hội tụ đầy đủ đồ chơi cho một cái cầu quang này hết. Bốn cái đèn này nó nhấp nháy rất là đẹp khi mở nhạc to lên. Rồi chưa kể là chúng ta mở mic lên nữa, đèn nó sẽ chớp đều lên, đẹp lắm. Ba cái nút này là dặn to nhỏ echo này, mic, music. Rồi bây giờ em sẽ thử mic cho mọi người nghe nha. Hôm nay cảm em không có hát hò gì được hết. Mic để mở em thử cũng nhỏ nhỏ thôi. Giải pháp 3D mới giúp áo quần thơm lâu hơn, mềm mại hơn, sáng màu hơn. 4, 5, 6, 7. Nói chung là ở góc độ mà chúng ta ngồi đối diện với loa mà nó gần như thế này mà không bị hú thì cảm giác nó ok rồi ha mọi người. Hôm nay em đang bị cảm quá. Hôm nay là phần em giới thiệu chi tiết về các món trong cái dàn loa 22.700. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 0937 381 978, 0982 770 792. Em có ghi sẵn lên màn hình. Rồi ở trên địa chỉ của em là 1255 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Zalo là 0937 381 978. Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, số 1611 đường Kha Vận Cân, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0935 004347. Một lần nữa em cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.